Chào tất cả anh em của BN Gaming. Dù Tốc Chiến chưa ra mắt, nhưng anh em có thể thấy tất cả những tin tức về nó đều đang rất được quan tâm từ cộng đồng game thủ. Chính vì vậy, gần đây có khá nhiều tin tức không có thật gây hoang mang cho hầu hết các game thủ. Và mới đây, Riot cũng đã chính thức lên tiếng để xác nhận những thông tin ngoài lề này. Không chỉ game thủ Việt Nam, mà Liên minh Huyền thoại Tốc Chiến chắc chắn còn là cái tên được game thủ trên toàn thế giới mong ngóng và chờ đợi. Chính vì độ hot của sản phẩm này, mà bất kỳ thông tin nào liên quan đến Liên minh Huyền thoại Tốc Chiến đều được game thủ đón nhận. Từ việc hé lộ những video chơi tựa game này cho đến những bản trải nghiệm giả trên Internet luôn được nhiều game thủ lục sùng để thử nghiệm. Tuy nhiên, đích thân Riot Games đã xác nhận trên trang chủ của Liên minh Huyền thoại Tốc Chiến tại thị trường Trung Quốc phủ nhận hoàn toàn tất cả những thông tin phía trên và khuyến cáo game thủ không nên tin và tải bất kỳ một phần mềm nào giả mạo Liên minh Huyền thoại Tốc Chiến để tránh trường hợp bị dính mã độc, virus trên Internet. Cũng theo những gì Riot Games thông báo trên trang chủ này thì hiện tại, phía Riot Games Tencent, đơn vị hợp tác với Riot phát hành Liên minh Huyền thoại Tốc Chiến tại Trung Quốc chưa cho ra mắt bất kỳ một phiên bản thử nghiệm giới hạn nào. Hiện tại, Liên minh Huyền thoại Tốc Chiến vẫn đang trong quá trình phát triển nội bộ với rất nhiều điều chỉnh trước khi tung ra một phiên bản test giới hạn dành cho game thủ. Sau khi xác nhận với đội ngũ phát triển về phiên bản thử nghiệm này, Riot Games và Tencent sẽ phát đi thông báo chính thức tới người chơi. Riot Games cũng khuyến cáo game thủ nên cập nhật thông tin chính thức trên website chính chủ của Riot Games tại Trung Quốc cũng như những quốc gia khác trên thế giới để tránh rơi vào trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Điều này có thể gây thiệt hại đến cá nhân game thủ và tạo ảnh hưởng xấu đến uy tín của nhà phát hành cũng như tựa game Liên minh Huyền thoại Tốc Chiến. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ một phiên bản thử nghiệm nào được Riot Games tung ra tại Trung Quốc nói riêng cũng như nhiều quốc gia khu vực trên thế giới nói chung. Tuy nhiên, vẫn có khả năng tựa game này sẽ xuất hiện trong thời gian tới bởi sức hút rất lớn của Liên minh Huyền thoại Tốc Chiến cũng như thành công bước đầu của đấu trường chân lý mobile đã tạo ra dư âm tốt đẹp tới game thủ. Điều này hoàn toàn có thể thay đổi quyết định của Riot và biết đâu nhà phát hành này sẽ nhanh chóng ra mắt một phiên bản trải nghiệm giới hạn của Liên minh Huyền thoại Tốc Chiến tương tự như những gì đã xảy ra với đấu trường chân lý mobile. Chính vì vậy, tất cả những thông tin mình đưa đến cho anh em đều là những tin tức đã được xác thực trước từ Riot. Và nếu anh em nào để ý, hiện tại trên YouTube đang có rất nhiều video có tiêu đề như cách tải bản thử nghiệm sớm Tốc Chiến có link tải hay là link chơi Tốc Chiến sớm, thì mình khuyên anh em không nên kích vào những dòng link đó vì hầu như đều là link độc và có hại cho điện thoại. Như anh em cũng đã biết, hiện tại quốc gia phát hành game là Trung Quốc, họ vẫn chưa được trải nghiệm phiên bản thử nghiệm nên để đến được Việt Nam họ cần phải có thêm thời gian. Bản thân mình chỉ khi chính điện thoại mình tải được thì mình sẽ quay lại và hướng dẫn cụ thể cho anh em, chứ thật sự không thể tải lên một video không rõ nguồn gốc và quăng một cái link đầy những rủi ro để rồi cho anh em kích vào. Đó là còn chưa biết link đó sẽ có hại đến điện thoại như thế nào. Chính vì vậy, anh em nào xem được video này thì nên cẩn thận. Và video này chỉ mang tính chất cảnh báo và nhắc nhở cho anh em cẩn thận khi nghe những thông tin không rõ nguồn gốc và tránh kích vào những link độc hại. Còn Tốc Chiến có những tin tức gì mới từ Riot và có những phân tích gì mới từ game thì mình sẽ cập nhật sớm đến anh em trong những video lần sau. Đừng quên like, share, đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ Tốc Chiến và đấu trường chân lý mobile. Tạm biệt anh em.